Anh sẽ chi khoảng 10.000 đô cho trang phục cưới. Theo bảng giá dịch vụ từ nhà thiết kế Chung Thanh Phong, ước tính Trấn Thành và Harry Won phải chi một số tiền khá lớn chỉ riêng với trang phục cưới. Ngày 25 tháng 12 tới đây, Harry Won và Trấn Thành sẽ chính thức về chung một nhà. Sau khoảng thời gian giấu kín chuyện trăm năm, cặp đôi đã chính thức công khai tin vui này. Khán giả người hâm mộ của Trấn Thành và Harry vô cùng háo hức để được đón chào ngày trọng đại của cặp đôi. Tuy nhiên, đến hiện tại những thông tin chính thức về hôn lễ vẫn chưa được công bố. Vừa qua, Trấn Thành Harry đã có buổi thử trang phục cưới chính thức. Được biết, váy cưới của Harry do đích thân Trấn Thành liên hệ nhà thiết kế để chuẩn bị cho bà xã tương lai trong bí mật. Trấn Thành muốn dành nhiều sự bất ngờ cho Harry trong dịp đặc biệt này. Trang phục cưới của cặp đôi do nhà thiết kế Chung Thanh Phong đảm nhận. Theo bảng giá dịch vụ từ phía Chung Thanh Phong, ước tính Trấn Thành phải chi ra hơn 9.000 đô chỉ cho khoản nhỏ này. Theo đó, hai bộ váy cưới được thiết kế riêng cho Harry có giá từ 8.000 đô trở lên, tương đương 180 triệu đồng. Trấn Thành cũng đặt hai bộ tuxedo có giá là 18 triệu đồng một bộ. Trong bài phỏng vấn mới nhất, khi được hỏi về việc chuẩn bị trang phục cho cặp đôi, Chung Thanh Phong cho biết sẽ mang hình ảnh một nàng công chúa nhỏ xinh cho Harry. Chất liệu thực hiện váy cưới cho Harry gồm ren, lụa và đá đều được Chung Thanh Phong nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. Nhà thiết kế trẻ cho biết khó khăn lớn nhất chính là thời gian gấp rút khi đang rơi vào thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, do có cơ hội cùng cộng tác với Trấn Thành và Harry, nên Chung Thanh Phong khá hiểu ý và hoàn thành mọi thứ đúng tiến độ. Hiện tại, thông tin về đám cưới của Trấn Thành và Harry Won đang được khán giả quan tâm đặc biệt và phủ sóng rộng khắp các phương tiện truyền thông. Dù chỉ còn 2 ngày nữa, hôn lễ chính thức diễn ra, nhưng cả cô dâu và chú rể vẫn miệt mài chạy show do đang bước vào lịch trình cuối năm. Trong buổi diễn tại live show của Chí Tài, Trấn Thành đã tranh thủ gửi thiệp mời đến đàn anh, đồng nghiệp. Đám cưới Trấn Thành sẽ có khoảng 300 khách mời tham dự là bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng thân thuộc của cả cô dâu và chú rể.